À, được em, được. Anh ơi, em thấy quá trời con luôn mà đứa nào đứa nấy hiếu động như vậy, thì không biết anh có phương pháp gì mà dạy dỗ tụi nó ngoan ngoãn được không anh? Anh tuy là ở nhà quê nhưng mà anh dạy con là có phương pháp hết em. Phương pháp là gì vậy anh? Để chia sẻ một số phương pháp cho mọi người nha. Phương pháp đầu tiên là anh phải tôn trọng và cho con được quyền ý kiến. Giờ tụi bay sao? Tụi bay thích gì? Thích ăn cay không? Phương pháp tiếp theo là không áp đặt, phải luôn để cho con được lựa chọn giữa điều này và điều khác. Bây giờ tôi hỏi lần cuối, tụi bay muốn ăn cơm hay tụi bay muốn ăn dép? Tiếp theo là dạy cho con biết chia sẻ, yêu thương, nhất là với động vật. Bây giờ tụi bay chịu ăn cơm chưa? Tụi bay mang tao đổ cho chó ăn. Không bao giờ thúc giục con, phải luôn cho con có một thời gian để suy nghĩ. Bây giờ tôi đếm từ 1 tới 3 mà tụi bay không nhắm mắt lại ngủ lên. Xong chổi hợp đích liền. Luôn để con quyết định mọi việc trong cuộc đời của mình. Cái gì vậy anh ơi? Bây giờ mày lựa đi. Cái tội của mày á, mày muốn ăn mấy cây? Mày chậm quá, mỗi thứ 10 cây, nằm xuống mày. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Dạ, em cảm ơn sự chia sẻ của anh. Dạ, em xin phép anh em đi ạ. Ờ, khoan em. Dạ. Anh còn nhiều thứ để chia sẻ lắm. Ở lại đây để chia sẻ cho. À dạ thôi em được rồi anh. Không. Ở lại đây em chia sẻ cho mà. Dạ thôi được rồi, em cảm ơn anh ạ. Mày đi không? Mày muốn đi không? Đi không? Dạ không, em ở lại. Dạ không, em ở lại.